Vũ Nhân kính chào quý vị khán thính giả đài truyền hình SBTN. Thưa quý vị, Đan Mạch xứ lạnh tình nồng. Xin mời quý khán giả cùng lắng nghe và chia sẻ của cộng đồng người Việt tại Đan Mạch về chương trình SBTN Go, một chương trình mới của đài truyền hình SBTN nhằm mục đích mang SBTN đến với cộng đồng người Việt Nam trên toàn thế giới. Tôi là Nguyễn Công Hạnh, ở tại Đan Mạch, tại Aarhus. Và nói mà nói chương SBTN thì hầu hết thì có mặt trên toàn cầu, bên Úc, bên Canada. Cái này cũng em rất ngạc nhiên, tại ngày hôm qua em có coi YouTube là thấy anh Nhân có phỏng vấn mấy người bên Đức. Thì... em thấy rất là ngạc nhiên, tại tình em thấy anh mặc cái áo có cái chữ SBTN. Cái em có về nói với ông xã SBTN qua Đan Mạch nữa, cho nên là cũng rất là ngạc nhiên. Đài truyền hình SBTN có một cái chương trình gọi là SBTN Go. Chương trình này là có một cái app để mà chúng ta download lên trên phone hay là laptop portable để chúng ta xem. Và cái lệ phí mỗi tháng là 7.99 US dollars. Thì ông nghĩ như thế nào? Anh xứ này cũng lạnh lẽo, nó buồn á. Một tháng 7.99 thì cũng không có mất gì cho mấy. Nếu mà mấy người già thấy cảm thấy buồn á, là thì mỗi gia đình thì ví dụ một tháng đóng vô 7 đồng mấy thì em thấy cũng bao nhiêu tiền. Cái lý do chị muốn bắt đài SBTN? Em tên là Mai. Em cũng có từng xem qua hệ thống internet qua đài SBTN thì chương trình rất là hay, phong phú. Không những nói về vấn đề tiền bạc kinh tế của một tháng chi phí, mà đó là một cái món ăn tinh thần và một cái truyền thống văn hóa giữ được cái mình là người Việt Nam, cho nên cũng còn phải có những cái tìm hiểu về văn hóa và sinh hoạt của cộng đồng Việt Nam trên khắp thế giới. Tôi là Phan Lâm Khanh. Tôi cũng thấy rằng chúng ta, tôi kêu gọi và thấy rằng chúng ta nên tiếp tay và bắt giặc SBTN Go này để cho cái tiếng nói của cộng đồng người Việt tại hải ngoại càng ngày càng mạnh thêm. Bởi vì nếu tiếng nói của chúng ta mạnh, chúng ta có thể đi được tới tất cả những nơi trên thế giới, thì từ cái tiếng nói đó chúng ta sẽ từ từ có thể tạo được một cái sức mạnh chung để đối chọi lại với truyền thông của Cộng sản Việt Nam, và để cho đồng bào Việt Nam tại quốc nội thấy rằng chúng ta có một cái sức mạnh chung. Dạ, tôi tên là Cao Thành Phương, cũng thường thỉnh thoảng lên mạng xem thì thấy chương trình các anh thì cũng có đưa những cái thông tin rất là hữu ích cho cộng đồng mình. Cũng rất mong muốn được mà cái cộng đồng của người Việt Nam ở tại Đan Mạch được lên trong tổng đài của SBTN, làm cho người Việt mình càng gũi hơn trong thế giới mình, nó gom lại cho cộng đồng mình có cái tiếng nói chung. Mình là Kim Nên, sống ở Đan Mạch, sống đã được gần 30 năm. Theo như mình nghĩ, mà riêng mình và nói chung mọi người Việt Nam, nếu ai đã coi chương trình này thì rất là hạnh phúc và rất là hạnh phúc, cho tự hào cho người Việt Nam mình ở đây đã làm một chương trình này cho mọi người đều biết tin tức tất cả người Việt sống trên tất cả toàn thế giới mình, từng nước và cuộc sống sinh hoạt như thế nào. Nếu mà tính ra một tháng 7.99, nhưng nếu quy ra tiền Đan Mạch thì nó khoảng chừng 60 đồng, thì rất là giá đó là không có gì là mắc rẻ, nhưng mà mình được coi, mình được biết tin tức tất cả trên thế giới của người Việt Nam mình sinh sống, rất là hay. Cảm ơn chương trình đã làm ra chương trình này. Yến Nhi là một người dân ở thành phố Copenhagen, Denmark. SBTN là một chương trình mà mang đến nhiều cái giá trị văn hóa cho đời sống của cộng đồng người Việt Nam, nhất là tại Cali, tại Hoa Kỳ và có một số nơi ở trên thế giới mình cũng xem được bằng app. Thì đây là một chương trình mà Uyển Nhi cũng theo dõi, bởi vì có những tin tức Việt Nam nè, tin tức cộng đồng nè, ngoài ra còn có các chương trình văn nghệ rất là đặc sắc và có những cái chủ đề như yêu quê hương, yêu đất nước. Uyển Nhi có nghe đến SBTN Go khoảng một năm trước khi mà chương trình bắt đầu mở rộng thị trường. Thì Uyển Nhi mong rằng là tất cả những người trong cộng đồng của chúng ta cũng có thể ủng hộ SBTN Go. Quý vị đồng hương Đan Mạch thân mến, thì Uyển Nhi mong rằng chúng ta cũng sẽ ủng hộ SBTN, ủng hộ giá trị truyền thống Việt Nam qua kênh truyền hình này, và cũng như là để giúp cho cộng đồng của chúng ta ngày càng phát triển vững mạnh hơn với những tin tức và những giải trí thú vị. Vũ Nhân và Quyên Quyên, tường trình cho đài truyền hình SBTN từ Đan Mạch.